Phân tích mặt bằng tòa G3 thuộc phân khu The Solar Park Vinhome Smart City. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Tốt. Thưa anh chị, trong video lần trước thì Hòa cùng với anh chị đã phân tích về mặt bằng của tòa G1. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích về tòa G3 có tên là The Metro thuộc phân khu The Solar Park, một sản phẩm mới của chủ đầu tư Mix Group nằm trong đại đô thị Vinhome Smart City anh chị nhá. Và bây giờ thì chúng ta cùng chuyển qua một cái màn hình gọi là màn hình ảnh 360 độ của cái phân khu này anh chị nhá. Trên màn hình thì anh chị có thể thấy đó chính là tòa G3 mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích. Thì đầu tiên khi mà chúng ta nhìn về cái tòa này thì anh chị thấy rằng là ở đây sẽ có hai cái hướng view chính. Một cái hướng view sẽ là nhìn ra khu vực đường sắt và nhìn sang khu vực phân khu Sapphire 2 này anh chị. Mặt này sẽ là mặt Tây Bắc anh chị nhá. Đó. Còn mặt ngược lại đó chính là mặt Đông Nam. Hướng Đông Nam đây anh chị. Thì hướng Đông Nam này thì chúng ta sẽ nhìn ra khu vực bể bơi, trường học. Và nhìn ra phía xa này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nghĩa trang của Tây Mỗ và nhìn vào trung tâm của thành phố. Thì đây là cái hướng view, hai cái hướng view chính của dự án. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hướng view nhìn ra hai bên hông này. Thì một bên là sẽ nhìn vào tòa G2 và một bên thì có thể nhìn chéo vào cái khu tiện ích này. Cũng khá là đẹp đúng không anh chị? Đó chính là tổng quan sơ bộ về cái vị trí và cái hướng view của cái tòa G3 này. Và như vậy thì anh chị có thể thấy rằng là cái hướng mặt Đông Nam này sẽ là mát hơn. Tuy nhiên là sẽ có thể là sẽ một số căn hộ sẽ nhìn ra khu vực nghĩa trang này. Nhưng mà cái khoảng cách giữa tòa này với khu vực nghĩa trang là nó cách nhau hai trường học là khá là xa. Thế thì với khoảng cách xa như này thì theo Hòa là cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái mỹ quan khi mà anh chị ở tại tòa này đâu anh chị. Thì đấy là cái điểm tiếp theo mà chúng ta có thể đánh giá. Về tiện ích thì mới đây chủ đầu tư Mix Group có công bố ra cho cái phân khu này thì có trên 60 tiện ích. Thì ở tòa The Metro thì anh chị có thể thấy, nhìn trên hình ảnh ở đây thì anh chị có thể thấy này, đã có khá là nhiều cái thông tin về tiện ích và chủ đầu tư đã nâng cấp trên 60 tiện ích cho cái phân khu The Solar Park này. Đây là một trong những yếu tố làm cho cái phân khu này nó có cái giá trị và chất lượng cuộc sống cao hơn so với các cái phân khu trước đây như là phân khu Sapphire anh chị. Các phân khu Sapphire thì chúng ta sẽ có ít tiện ích hơn. Còn riêng đối với phân khu The Solar Park này thì chủ đầu tư bởi vì biết được rằng là phân khu này có một cái nhược điểm là gần với nghĩa trang nên là chủ đầu tư đã đưa vào đây rất là nhiều tiện ích. Thì anh chị có thể điểm qua những cái tiện ích ở các cái tòa nhà mà trong giai đoạn 1 này chúng ta sẽ triển khai. Thì như anh chị có thể thấy, phân khu The Metro sẽ có sảnh lễ tân này, có khu vực ở cửa an ninh, hòm thư cư dân, lối vào sảnh chính, biển tên tòa nhà, khu vực đỗ xe lưu động cũng có luôn. Và các cái tiện ích trong nhà thì cũng có rất là nhiều, như là phòng sinh hoạt cộng đồng này, phòng làm việc chung này, co working này, phòng tập gym này, phòng tập đa năng này, khu vui chơi dành cho trẻ em, phòng thay đồ, khu liên hoàn dành cho trẻ em, khu vui chơi tự do của trẻ em và sân tập đa năng. Ngoài ra thì ở ngoài trời có rất là nhiều các tiện ích khác nhau nữa. Như anh chị có thể thấy là có cả bể sục này, có hai bể bơi, vườn chủ đề này, có rất là nhiều cái tiện ích ở trong cái phân khu này. Thì cho thấy rằng là chủ đầu tư cũng đã có một cái sự nâng cấp về cái chất lượng sống cho phân khu The Solar Park này. Một điểm nữa thì như anh chị có thể thấy trên màn hình, ở giữa cái phân khu này thì sẽ có hai cái trường học. Nó rất là thuận tiện cho việc đi học, đưa đón. Đây là trường công, đã công bố là trường mầm non công lập rồi anh chị. Còn một cái trường bên cạnh này thì Hòa cũng chưa cập nhật được cái thông tin tương lai nó sẽ là cái trường gì. Nhưng mà đây cũng là sẽ là một khu vực, một trường học anh chị nhá. Và chúng ta sẽ thấy rằng là ở phân khu The Solar Park này thì sẽ gần với một cái bãi đỗ xe lưu động ở đây. Một cái bãi đỗ xe ngoài trời rất là lớn ở đây. Thì cũng sẽ có thể đáp ứng cái nhu cầu chỗ để xe cho cư dân. Và bên cạnh đó thì vị trí đây là bãi đỗ xe Parking Zone 1 anh chị nhá. Và cái vị trí này này, sau khi mà đi qua nghĩa trang và đằng sau của khu trường tiểu học Tây Mỗ ở đây thì sẽ có một cái khu nữa là cũng bãi đỗ xe 10 tầng nữa là Parking Zone 2 sẽ nằm ở vị trí này. Anh chị này, ở vị trí này. Đó, Hòa sẽ zoom ra một chút để anh chị nhìn rõ hơn. Vị trí này sẽ là Parking Zone 2. Và vị trí đất trống ở đây anh chị có thể nhìn thấy không ạ? Đây sẽ là có một tòa văn phòng anh chị nhé. Cái hồ nước ở đây sẽ là có một tòa văn phòng. Và như vậy thì anh chị có thể thấy rằng là cái hạ tầng tiện ích xung quanh gần với The Solar Park là khá là tốt. Và một điểm nữa trong cái công bố của chủ đầu tư trong cái buổi họp ngày hôm nay thì Hòa cũng có thể chia sẻ với anh chị một chút là về cái cơ cấu mà ngày hôm nay chủ đầu tư mới công bố thêm.
Thì như trong ở tòa G3 này của chúng ta thì cũng sẽ có khoảng 30 căn hộ trên một sàn, và chúng ta mỗi một tòa này thì sẽ có khoảng 35 tầng, và chúng ta sẽ có bố trí cho ba cái tòa này sẽ có là khoảng 1.000 căn hộ. Đây anh chị có thể thấy là 1.013 căn hộ theo đúng những gì chủ đầu tư công bố, đúng không ạ? Và ở tòa này thì của chúng ta thì cũng sẽ có 5 cái tòa tất cả có chiều cao từ 35 đến 39 tầng. Và một điểm nữa trong cái chia sẻ của chủ đầu tư trong buổi ngày hôm nay là chủ đầu tư cũng sẽ công bố về các cái khu vực để xe. Thì anh chị có thể thấy rằng là đối với tờ Garden, tờ Aqua, tức là G1, G2 và G3 thì sẽ có 35 tầng và có khoảng 1.013 căn hộ trên một tòa. Và chúng ta sẽ có chung một cái tầng hầm để xe rộng 20.000m2. Và riêng khu vực của các cái tòa tiếp theo G5 và G6 đây chị, thì sẽ có ở đây sẽ có là hai hầm đỗ xe. Và trong giai đoạn tới thì cũng sẽ có các cái tòa Victoria là giai đoạn sau đây anh chị, thì cũng sẽ có hai hầm để xe. Thì đấy là lưu ý với anh chị về cái thông số cho cái tòa này. Hôm nay Hòa mới nhận được cái thông tin. Thế thì anh chị thấy rằng là với cái việc mà bố trí hai tầng hầm để xe cho hai cái tòa G5 và G6 này, và ở tầng tòa các cái tòa G1, G2 và G3 này, thì chúng ta sẽ có chung một cái tầng hầm đỗ xe ở dưới khu vực tiện ích và dưới tòa nhà này sẽ có chung. Thế thì cái việc mà đỗ xe ô tô trở nên tốt hơn và dễ dàng hơn khi mà chúng ta ở gần các bãi đỗ xe ở ngoài trời, và bổ sung vào đó là các cái tòa này đều có hai hầm đỗ xe, một lượng xe đáng kể cho cư dân khi mà anh chị ở tại cái phân khu này. Đấy là cái ưu điểm của các tòa nhà căn hộ ở đây. Thì chúng ta quay trở lại với cái vị trí cũng như là cái thiết kế mặt bằng của tòa G3. Thì vừa rồi đã cùng chia sẻ với anh chị về các hướng, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng căn hộ để chúng ta đánh giá. Và đây là một cái mặt bằng điển hình của tầng 2 đến tầng 10. Và các tầng cao hơn, chỉ có riêng tầng 20 sẽ có một sự thay đổi một chút thôi anh chị. Còn về cơ bản, bố trí căn hộ nó sẽ như này, nhưng mà cái diện tích của nó có thể dao động rơi vào khoảng tầm 0,5 cho đến 1m tùy từng căn khác nhau. Đó, thế thì chúng ta sẽ nhìn vào cái mặt bằng này để chúng ta phân tích từng mặt bằng, từng căn hộ, ưu và nhược điểm của nó anh chị nha. Thì đầu tiên, khi mà nhìn vào mặt bằng này thì nó cũng sẽ giống như cái mặt bằng của tòa G1 anh chị ạ. Là chúng ta sẽ có hai căn studio màu đỏ đây, và những căn một ngủ cộng là chúng ta sẽ có những căn màu tím. Đây là những căn màu tím đó, thì những căn màu tím này là những căn một phòng ngủ. Như vậy thì anh chị có thể thấy rằng là ở đây thì chúng ta sẽ có các cái căn một phòng ngủ là căn số 5A, căn số 11, 12, 15, 16, căn số 23 và căn số 28 là những căn một phòng ngủ cộng màu tím. Ngoài ra cái loại căn hộ một phòng ngủ cộng chúng ta sẽ có những cái loại căn diện tích nhỏ hơn khoảng 42,8m2 là căn 27 và căn 30. Tiếp đến là những căn hai phòng ngủ. Hai phòng ngủ thì chúng ta sẽ có hai mẫu. Mẫu đầu tiên là mẫu căn hộ với diện tích là khoảng tầm 54-55m2 là những căn hộ màu hồng này anh chị. Đó, thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ có những căn hộ bao gồm căn số 02, chúng ta có căn hộ 08A, 08 và tiếp theo thì chúng ta sẽ có những vị trí đó chính là căn số 12A, căn số 15A và bên này thì chúng ta sẽ có căn 19, 20 và cuối cùng là căn hộ số 25 ở đây là căn hộ 54m2. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái căn hộ với diện tích lớn hơn, hai phòng ngủ là căn hộ 60m là ở vị trí màu xanh này anh chị, là căn hộ số 03, căn hộ số 24 và căn hộ số 29. Đối với loại hình căn hộ hai phòng ngủ cộng 1 thì đối với tòa G3 cũng giống như tòa G1, chúng ta cũng sẽ có 4 vị trí được màu xanh lá cây là các cái vị trí của căn hộ hai phòng ngủ cộng 1 có diện tích 63,6m2 thông thủy anh chị nha. Là căn số 05, căn số 10, 17 và 22. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến loại hình căn hộ 3 phòng ngủ. Ở đây thì sẽ có hai loại căn 3 phòng ngủ là căn hộ số 01 màu vàng chanh đây anh chị, 75,4m và căn hộ số 26 là 75,4m là những căn hộ 3 phòng ngủ. Đối với các cái tòa ở phân khu này thì các cái phòng ngủ chủ yếu là phòng ngủ nhỏ, và loại căn hộ 3 phòng ngủ tiếp theo là chúng ta sẽ có màu cam. Loại này sẽ là loại mà có 74,1m2, thì chúng ta có hai căn là căn số 6 và căn số 21. Đó là lượt qua tất cả các cái loại hình căn hộ, một số cái hình ảnh về diện tích để anh chị có thể biết được là các loại hình căn hộ để chúng ta có thể phân tích từng căn một trong phần tiếp theo này. Ở đây thì anh chị sẽ thấy cái la bàn của Hòa ở đây đúng không ạ? Như vừa rồi Hòa có chia sẻ là cái mặt hướng đây là hướng mặt đông nam. Đây ạ, hướng đông, hướng nam. Thì đây là mặt đông nam. Thì anh chị có thể thấy đây chính là cái hướng mà nhìn ra khu vực bể bơi, trường học, cái công viên nội khu
và nhìn ra khu vực Nghĩa Trang cũng như có thể là view vào thành phố. Như vậy thì cái mặt hướng Đông Nam này sẽ là cái mặt mà chúng ta sẽ có cái view đẹp xen lẫn cái view mà nhìn ra khu vực Nghĩa Trang. Với khoảng cách xa như này thì về cái mặt mỹ quan, theo Hòa là nó cũng sẽ được hạn chế đi khi mà nó xa hơn so với cái tòa G1 này. Thế thì với cái tòa này thì anh chị thấy rồi, đấy ạ, mặt Đông Nam nó sẽ view như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ xem mặt phía Tây Bắc. Phía Tây Bắc này thì chúng ta sẽ nhìn ra phân khu Sapphire 2, Sapphire 1 và nhìn ra khu vực đường tàu. Đây anh chị, Sapphire 1, Sapphire 2 và nhìn ra đường tàu. Để chia sẻ lại anh chị rõ hơn về các hướng view. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích từng căn. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về căn hộ số 09 và căn hộ số 18 là những căn hộ studio. Đây là những căn hộ thiết kế lô ra xẻ lách, một trong những cái loại hình căn hộ mà nó tiết kiệm tối ưu hóa cái công năng sử dụng rất là nhiều. Khi mà anh chị có thể nhìn vào đây thì anh chị sẽ thấy rằng là khi mà bước vào phòng là khu vực bếp ở đây, nhà vệ sinh ở đây. Và ở đây chúng ta sẽ là khu vực bàn ăn, phòng khách và khu vực ngủ chúng ta sẽ liền kề. Thì đây là một trong những loại hình căn hộ cho thuê rất là tốt, rất là dễ bởi vì nó phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Từ việc anh chị làm căn hộ homestay cho thuê theo ngày cho đến những người cho thuê gia đình, cho thuê cá nhân, những cặp vợ chồng trẻ hay là những người lớn tuổi có cái nhu cầu ở riêng thì đều đáp ứng được cái nhu cầu này. Và chúng ta có một cái lô gia phụ ở đây để mà có thể là khơi phóng giặt giũ quần áo cũng như là lấy thoáng để mà đi vào cho cái phòng này. Thì đây là một cái căn hộ nhỏ về diện tích nên nó vừa túi tiền của nhiều người, nên rất là nhiều người muốn đầu tư. Chúng ta chưa cần bàn đến cái việc view của nó là đẹp hay không, nhưng mà những cái căn này là những cái căn mà các nhà đầu tư thường muốn mua. Bởi vì thứ nhất là nó đông người có thể mua được. Thậm chí các sale đang làm trong lĩnh vực bất động sản này, các bạn ấy cũng sẽ muốn sở hữu một vài căn này luôn. Đó, nên là cái căn này là những cái căn mà rất là hot đấy anh chị. Thì về hướng view thì anh chị có thể thấy rồi, nếu mà nhìn ở đây anh chị sẽ thấy rằng là căn hộ số 18 nó nhìn ra bể bơi, và căn hộ số 09 này thì nó nhìn ra khu vực trường học, nếu mà xét về cái view gần của nó. Thế thì nhìn vào như vậy thì căn hộ số 18 này nó sẽ có view chéo ra đây đẹp hơn, đúng không anh chị? Mặc dù nó sẽ bị chắn cái view của căn hộ số 10 và căn hộ số 18A này, của hai căn này. Thì nếu mà để mà lựa chọn giữa hai căn này thì Hòa sẽ thích chọn căn 18 hơn. Và với cái tầm view như vậy, nếu có quyền lựa chọn thì Hòa sẽ chọn những cái view ở tầng vừa phải thôi, tầng 4, tầng 5 trở lên. Như vậy thì mình sẽ nhìn vào khu vực này sẽ tốt. Đó, nhìn vào khu vực 4, 5 trở lên đến tầng khoảng tầng trung thôi anh chị, 15 thì mình sẽ có cái tầm view chọn cái bể bơi này, nó sẽ đẹp. Thì đấy là cá nhân là Hòa suy nghĩ là như vậy. Nếu mà không thì ở tầng cao thì anh chị cũng không phải, nếu mà tầng cao thì anh chị có thể thấy rằng là anh chị sẽ có tầm view nhìn vào thành phố. Đó. Đấy, còn nếu đôi khi căn này ở tầng trung sẽ không đẹp anh chị nhá. Theo như cảm nhận của Hòa, căn 09 và căn 18 này nếu anh chị chọn tầng trung ấy là cái khoảng view của anh chị khi mà mở cửa ra anh chị sẽ nhìn vào khu vực Nghĩa Trang. Nên nếu mà ở cái tầm tầng khoảng 15 cho đến khoảng tầng 25 theo em là như vậy, là anh chị sẽ nhìn vào khu vực Nghĩa Trang này là chính đấy. Đấy, thì chúng ta lưu ý ở cái tòa này theo cảm nhận Hòa nhìn nhận nó là như vậy. Tất nhiên khi mà chúng ta thấy rằng là những cái tòa Sapphire 4 này họ cũng bao nhiêu năm nay cũng nhìn ra Nghĩa Trang, nhưng mà vẫn bình thường thôi, đúng không anh chị? Dần dần rồi mọi thứ sẽ quen hết. Đấy là thực tế. Đấy là thực tế, Hòa muốn chia sẻ những cái điều thực tế. Đấy, thế thì ở đây nó có một khoảng cách rất là xa, như vậy là tốt rồi. Thì tất nhiên cái hướng view này sẽ có giá rẻ hơn, theo Hòa nghĩ là như vậy. Có thể là một số chục căn, một số nó sẽ có giá rẻ hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi phân tích về căn hộ tiếp theo anh chị nhé. Vừa rồi là căn hộ studio, thì bây giờ chúng ta sẽ đến những căn hộ một ngủ cộng. Căn hộ đầu tiên mà chúng ta sẽ phân tích căn trong loại hình căn hộ một ngủ cộng là căn hộ số 5. Chúng ta sẽ lấy đại diện để phân tích về mặt bằng của căn hộ số 5 trước anh chị nhé. Căn hộ số 5 là căn hộ thiết kế một ngủ cộng 1 với diện tích là 47,4 m². Loại hình căn hộ này là loại hình căn hộ cũng rất là đặc biệt và nhiều người muốn mua để đầu tư cho thuê cũng như là sự phục vụ nhu cầu để mà ở. Thì khi anh chị nhìn thấy căn này, anh chị thấy rằng là cái bố trí của nó rất là vuông vắn, vuông thành sát cạnh, và khu vực tiện ích và công năng của nó ở đây rộng rãi, thoải mái. Đi kèm với đó là một khu vực cộng 1 ở đây rất là rộng. 47 mét này là rất là rộng rồi anh chị. Và như vậy thì ở đây chúng ta có thể bố trí thành một khu vực giường ngủ cũng như là khu vực để mà làm việc rất là phù hợp. Thì đối với những căn hộ như căn hộ số 05A này là những cái căn mà chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất
rất hot, đặc biệt với những anh chị đầu tư để cho thuê. Thì anh chị sẽ muốn mua căn này để cho thuê bởi vì đa dạng hóa các lượng khách hàng. Thậm chí có những thời điểm nó còn hot hơn là căn hộ studio anh chị ạ. Thì đối với loại hình căn hộ một phòng ngủ cộng ở đây thì anh chị có khá nhiều cái sự lựa chọn. Thì tính riêng về căn hộ 05 này thì anh chị thấy rằng ở đây cái hướng view nó rất là rõ ràng rồi anh chị. Nhìn ra khu vực đường tàu thì cái view ở đây giữa khoảng cách giữa Sapphire 2 và phân khu này, cái khoảng cách của nó là tương đối xa. Và như vậy anh chị sẽ không bị cái view chặn mặt mà nó vẫn là một cái view thoáng, đúng không anh chị? Đó, nó vẫn là một cái view thoáng, vẫn là một cái view tốt. Tất nhiên là cái hướng này nó là sẽ là hướng Tây Bắc. Chính vì thế mà buổi chiều thì nó sẽ nắng hơn một chút anh chị nhé. Thì đấy là lưu ý với anh chị về cái tất cả những cái căn mà view nhìn ra khu vực đường tàu này. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có được cái nhìn rõ hơn khi mà chúng ta có cái 360 độ này. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng phân tích những cái căn tiếp theo trong loại hình căn hộ một ngủ cộng. Căn hộ tiếp theo chúng ta sẽ phân tích là căn hộ số 11, 12, 15 và 16. Cả 4 căn này có cùng một hướng view. 4 căn này có cùng một hướng view là nhìn ra hướng Đông Nam sẽ là mát mẻ hơn. Và khi mà nhìn ra khu vực trường học và khu vực bể bơi tiện ích này thì anh chị có thể chọn cái tầng thấp đến tầng trung, view nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì khi như vậy thì chúng ta sẽ khó nhìn thấy cái khu vực nghĩa trang này, mà cái phần view chính của chúng ta sẽ nằm ở khu vực bể bơi, đúng không anh chị? Đặc biệt căn 15, 16 rất là gần bể bơi thì view xuống đây nó rất là đẹp. Đó, thì căn 11, 12 cũng như vậy. Thì mình có thể là chọn cái tầng view thấp hơn thì mình sẽ có được view vào khu vực trường học, view vào khu vực bể bơi thì nó cũng đẹp. Thì anh chị thấy rằng là nếu mà anh chị chọn tầng theo Hòa nghĩ rằng là những cái tầng 15 cho đến tầng 25 thì cái tầm view của anh chị lúc này ngồi trong ban công anh chị vượt qua và anh chị sẽ nhìn ra khu vực nghĩa trang này. Đó, nên là ở tầng trung ở dự án này chưa chắc là đẹp bằng tầng thấp. Cá nhân Hòa nghĩ là như vậy. Và cho đến khi anh chị chọn những tầng cao để anh chị chọn được cái view nhìn vào thành phố này. Cái này thì là anh chị thấy rằng là hôm nay là một ngày rất là sương mù nên là nhìn vào trong thành phố không đẹp. Nhưng bình thường nếu mà anh chị nhìn vào cái view thành phố thì view thành phố cũng là view rất là tốt. Đối với những anh chị ở chung cư, anh chị nhìn vào view thành phố rất là đẹp. Đặc biệt cái hướng view này anh chị nhá, anh chị nhìn thẳng ra khu vực Mỹ Đình là anh chị có thể nhìn được pháo hoa. Kể cả như hôm trước Hòa có phân tích về tòa G1 thì những cái mặt nhìn ra nghĩa trang này là cũng là cái mặt mà anh chị sẽ nhìn ra khu vực Mỹ Đình. Anh chị có thể ngắm bắn pháo hoa ở đây được. Đấy là thêm một cái ý nữa để chia sẻ với anh chị. Và đối với những cái căn hộ 11, 12, 15, 16 này thì đấy là cái chia sẻ của Hòa về các hướng view để anh chị có thể dễ dàng lựa chọn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi phân tích về mặt bằng của những cái căn tiếp theo anh chị nhá. Đối với căn 23 và căn 28 thì về cơ bản căn 23 và căn 28 nó có cái view cũng giống như căn hộ số 05 mà thôi. Cái hướng view này là hướng view nhìn vào khu vực đường tàu và nhìn sang bên kia. Thì về cơ bản hướng view sẽ giống với căn 05. Đấy, thì anh chị lựa chọn cái tầng cho nó phù hợp. Nếu mà anh chị chọn tầng ở cái tòa G3 này hướng Tây Bắc thì anh chị chọn tầng thấp hơn một chút anh chị nhá. Bởi vì sao ạ? Nếu mà anh chị chọn những tầng cao hẳn lên đối với những cái căn mà có hướng view hướng Tây thì về chiều nó sẽ nắng nhiều hơn một chút. Thì đấy là cái chia sẻ của Hòa khi mà những căn hộ có một cái mặt hướng Tây. Đây anh chị có thể nhìn cái hướng này. Anh chị thấy rằng là đây là hướng Tây. Hướng Tây nó sẽ chéo như này. Thì cái phần ảnh hưởng của nó sẽ bị nắng nhiều hơn. Như vậy nếu căn số 28 này đôi khi là nó sẽ ít nắng hơn một chút. Thì đấy là chia sẻ với anh chị là về cái hướng của cái căn hộ này. Để anh chị có thể lựa chọn. Nếu như anh chị lựa chọn cái hướng là hướng Tây Bắc này. Đó, còn hướng ngược lại là hướng Đông Nam. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ tiếp theo. Khi mà chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta sẽ có căn 27 và căn 30 là căn một ngủ cộng nhưng mà là loại hình căn hộ diện tích nhỏ hơn và nó sẽ có một chút thay đổi trong cái bố trí của nó. Chúng ta sẽ cùng phân tích chi tiết. Với cái bố trí như này thì căn hộ một ngủ cộng một dạng nhỏ này là căn 30 và căn 27. Cái bố trí trong phòng của nó ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái vị trí của nó sẽ hơi méo một chút, đúng không anh chị? Thì tất nhiên những căn này sẽ có giá rẻ hơn bởi vì cái phòng khách của nó còn bị chắn mặt một chút cơ. Anh chị mà có cái ngân sách vừa phải hoặc là anh chị muốn đầu tư cho thuê thì anh chị có thể mua cái căn này để tăng hiệu suất cho thuê. Thì hai căn này nó sẽ có cái đơn giá nhỏ hơn và có tổng giá bán có thể là nhỏ hơn. Đấy, đấy là lưu ý về cái căn này. Còn về cái hướng view thì cũng như vậy thôi anh chị. Nó sẽ view về khu vực đường tàu và nhìn sang khu vực Sapphire 1, Sapphire 2. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi phân tích về căn hộ 2 phòng ngủ 54m anh chị nhá. Khi xét về căn hộ 2 phòng ngủ 54m thì đây là một cái lối thiết kế tối ưu cho những căn 2 phòng ngủ dạng nhỏ. Tại sao Hòa lại chia sẻ như vậy? Bởi vì hiện tại có rất nhiều căn hộ có diện tích 60-70m2 nhưng những căn hộ đó cũng chỉ có một cái lô ra.
Thì đối với căn hộ 54m2 này, mặc dù nó nhỏ nhưng mà nó lại được bố trí hai lô ra để tiện cho việc sinh hoạt và cuộc sống của cá nhân gia đình mình. Thì anh chị thấy rằng là những cái căn 54m2 này ở bất cứ phân khu nào, nó cũng là một cái phân khu, một cái sản phẩm rất là tốt để anh chị mua để ở cặp vợ chồng trẻ hay là anh chị mua để cho thuê. Thì nó rất là tối ưu cho cái việc là cái ngân sách tài chính của chúng ta nó vừa phải, thì diện tích của nó nhỏ nên là giá thành tổng giá của nó cũng có sự mềm mại, tức là nó dễ tiếp cận hơn và nó lại có hai lô ra rất là thuận tiện cho cuộc sống. Đây là một cái ưu điểm của những căn này. Ở những căn này là những cái căn mà đã lâu rồi, trong những cái phân khu mà ở bên phía bên này của dự án của chúng ta là bên Smart City là chúng ta không có. Sau khi bên Sakura bán xong ấy là bên GS là cũng không có, tức là bên tầm Ami anh chị là cũng không có những cái căn hộ 54m này. Thì đối với sản phẩm của Make Group trong giai đoạn này, phân khu tập Solar Park, thì có rất nhiều căn hộ 54m. Thì đây cũng chính là một cái nguồn cung căn hộ giúp cho những anh chị mà có cái ngân sách vừa phải, anh chị có thể lựa chọn được những căn hộ với cái mức chi phí vừa phải, vừa với túi tiền của mình anh chị nhá. Và chúng ta khi mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái căn mà anh chị thấy rằng là nó rất là phù hợp với cuộc sống của mình. Còn nhìn về cái hướng view thì anh chị có thể thấy rằng là đối với những căn hộ như 02, căn hộ 25 này là những căn hộ 54m, nó sẽ hướng view, nó sẽ nhìn về khu vực đường tàu và nhìn sang khu vực Sapphire 1, Sapphire 2. Đối với những anh chị mà không muốn cái căn hộ của mình nhìn ra khu vực Nghĩa Trang thì anh chị chọn về hướng bên này. Còn đối với những anh chị mà anh chị muốn rằng là có hướng Đông Nam mà anh chị cũng không ngại cái hướng Nghĩa Trang, đúng ạ, thì anh chị có thể lựa chọn những căn hộ 08A, 08 và những căn 12A, 15A và căn hộ 19, 20 này. Đặc biệt đối với căn 19, 20 này sẽ là những căn rất đẹp. Khi mà anh chị nhìn thấy rằng là ở đây mình sẽ có căn 19 và 20 sẽ là những căn đẹp nhất. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì căn 19, 20 này nhìn thẳng ra bể bơi, nó có tầm view rất tốt. Đây là cái rất là đẹp. Và nếu mà chọn ở bể bơi thì anh chị hãy tưởng tượng như là mình sẽ chọn tầng thấp xuống, theo hòa là từ tầng 3, 4, 5, 6, 7, 8, từ tầng 10 trở xuống, hoặc là nhìn lên một chút 12. Thì ở đây anh chị mở cửa ra là anh chị nhìn ra khu vực bể bơi, nó sẽ nhiều năng lượng, nó sẽ nhiều sinh khí. Và chắc chắn rằng là khu vực trường học này thì chủ đầu tư cũng như là khu vực trường học sẽ trồng rất là nhiều cây xanh xung quanh, thì cái tầm view của mình nó sẽ mất rất là mát mắt và nó là hướng Đông Nam. Tiếp theo thì chúng ta vẫn có những căn view nó có thể là nó không bằng, nhưng mà là căn 15A và căn 12A này. Rồi đến căn tiếp theo là căn số 08 và 08A. Đấy, thì là chúng ta nhìn ra khu vực trường học. Thì đấy là chia sẻ với anh chị về cái view đẹp nhất của nó. Còn nếu anh chị mà muốn chọn tầng cao để cho view thoáng thì anh chị chọn tầng cao lên cũng không sao cả. Đó, thì đấy là lưu ý với anh chị về các cái hướng view để anh chị có thể nhìn nhận cho nó phù hợp với cái mong muốn của mình anh chị nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến những cái căn 2 phòng ngủ 60m. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét căn hộ số 03. Căn hộ số 03 sẽ đại diện cho tất cả các căn còn lại, bởi vì toàn bộ hướng view này của chúng ta sẽ là view về khu vực đường tàu thôi anh chị. Một đặc điểm mà Hòa rất là thích cái căn hộ số 03, cái mẫu thiết kế của nó, như đã từng chia sẻ với anh chị trong phân tích mặt bằng tòa G1, thì đây là cái lối thiết kế trục tiện ích chạy ở giữa và hai phòng ngủ tỏa sang hai bên anh chị. Vì vậy mà nó tối ưu được diện tích sử dụng. Và căn hộ này là căn hộ có hai lô ra. Khi mà một lô ra của căn hộ thì sẽ nằm ở khu vực phòng ngủ master, và một lô ra phụ sẽ nằm ở trước mặt phòng ngủ phụ này. Và một đặc điểm hay nữa này anh chị này, là bình thường những cái căn hộ hai phòng ngủ, hai lô ra là cái lô ra phụ dành để phơi phóng giặt giũ quần áo anh chị. Nó sẽ nằm ở bên trong một cái phòng, tức là anh chị phải đi vào trong phòng khác. Ví dụ như căn 54m này, anh chị phải đi qua phòng ngủ phụ này thì anh chị mới đi phơi phóng giặt giũ quần áo được. Như vậy đôi khi nó sẽ ảnh hưởng đến cái sinh hoạt của mình. Giả sử con cái của anh chị hay là đang có một cái việc riêng chẳng hạn mà mình lại đi vào thì nó cũng hơi bất tiện, đúng không anh chị? Nên có cái lô ra ở phía bên ngoài này nó cũng rất hay. Thế thì ở đây nó sẽ có nhiều cái lợi ích. Thứ nhất là diện tích sử dụng kém hiệu quả mà nó được tối ưu diện tích. Thứ hai nữa là có hai lô ra để cho cái phòng của mình nó view ra bên ngoài, nó nhìn ra bên ngoài nó được đẹp hơn anh chị. Đấy là lợi thế của căn hộ 03 này. Và đây là một trong những căn hộ mà những người mua để ở anh chị rất là muốn mua, bởi vì tối ưu hóa cái công năng sử dụng. Và khi mà anh chị nhìn vào căn hộ 29, căn hộ 24 này đều là những loại căn 2 ngủ 60m cả. Và chúng ta sẽ có cái hướng view tương đối là giống nhau, là view sẽ nhìn về khu vực đường tàu và nhìn sang khu vực Sapphire 1, Sapphire 2. Đấy là cái hướng view của nó anh chị nhá. Chúng ta sẽ đi qua. Và
Đấy là cái hướng view của những cái căn 60m. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiếp tục vào những căn 2 ngủ cộng 1. Căn 2 ngủ cộng 1 đầu tiên chính là căn hộ số 05. Căn hộ số 05 là căn hộ mà nó có lối thiết kế là khi chúng ta mở cửa ra ấy, là chúng ta sẽ đi vào khu vực bếp và bàn ăn. Cảm nhận cá nhân của Hòa thì đối với những căn 2 ngủ cộng 1 như này thì phù hợp với những anh chị mong muốn rằng là chúng ta có 2 phòng ngủ thôi và chúng ta có một cái không gian làm việc riêng, hoặc đối với những anh chị mà có cái mức tài chính vừa phải, anh chị đang có một bạn nhỏ chẳng hạn, trong tương lai anh chị có kế hoạch có thể là sinh thêm em bé, nhưng mà trong giai đoạn ngắn hạn thì anh chị chưa cần ngay, thế thì anh chị có thể mua căn này để trước mắt anh chị sử dụng, sau đó thì tương lai anh chị có thêm thành viên mới hoặc các bạn nhỏ bạn lớn lên thì mình sẽ cải tạo phòng này đi thành một phòng ngủ phụ, giống như một căn hộ 3 phòng ngủ thì cũng là một cái giải pháp. Thì những cái căn hộ này thì thường sẽ phù hợp với những hai đối tượng khách hàng như vậy. Và vị trí của căn hộ này nó sẽ là những căn góc đặc biệt, nên là tất cả các phòng ngủ này đều có ánh sáng tự nhiên đầy đủ. Và ở đây anh chị thấy rằng là căn hộ này thì sẽ có 2 lô gia. Một lô gia sẽ dành để view và một lô gia dành để phơi phóng và để thông gió bên ngoài đi vào căn hộ. Thì đấy là cái điểm của căn hộ 2 phòng ngủ cộng 1 này. Và khi mà nhìn vào vị trí của căn hộ số 05 thì anh chị sẽ thấy rằng là các cái hướng ban công của anh chị đây, và sẽ mở lại để anh chị xem. Hướng ban công nó sẽ nhìn sang hông này hết. Hướng ban công của phòng khách sẽ nhìn sang bên hông này, tức là cái hướng view chính sẽ nhìn sang tòa G4 này. Đấy, thì anh chị thấy rằng là nếu mà nhìn như vậy cũng tương đối là tốt, không bị chán hẳn mặt. Và ở đây thì sẽ thấy rằng là cái view của nó thì nó cũng tương đối là thoáng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đi phân tích về các cái căn còn lại anh chị nhá. Chúng ta sẽ có ở đây, chúng ta sẽ có căn 10. Và căn hộ số 10 là căn hộ mà sẽ có cái tầm view nhìn ra cái tiện ích nội khu này anh chị, và nhìn ra khu vực trường học. Thì đối với những cái hướng view như này thì Hòa chia sẻ rằng anh chị cứ lấy từ tầng khoảng dưới 20 thôi anh chị, mình sẽ có cái view đẹp. Từ tầng 5 đến tầng 15 là Hòa thấy rằng là ở hướng view này sẽ là hướng view tốt nhất, hướng view đẹp nhất. Tại sao lại như vậy ạ? Nếu mà anh chị lấy tầng cao hơn thì anh chị nhiều khả năng cái tầm view khi mà về nhà anh chị nhìn ra khu vực nghĩa trang này. Đó. Còn nếu mà tầng mà vừa phải như vậy, anh chị sẽ nhìn thấy cảnh đẹp ở đây. Cả công viên này nó sẽ giống như là xây ra để dành cho anh chị, đúng không ạ? Cái hướng ban công phòng khách nó sẽ nhìn ra đây, là một cái hướng view thoáng, đẹp và tốt. Đối với căn hộ số 18A thì chị thấy rằng là cái hướng view của nó lại nhìn ra khu vực bể bơi, là một cái hướng view tốt, đúng không anh chị? Thì khi mà chọn cái view nội khu thì chúng ta sẽ chọn theo Hòa là dưới 15 là sẽ là view nội khu tốt nhất. Đó, và ở đây đối với căn này thì nó sẽ đặc biệt hơn một chút, là cái mặt ở đây thì anh chị thấy rằng là ra bể bơi hết, toàn bộ view sẽ nhìn ra bể bơi. Nên là cái việc chúng ta chọn cái tầng thấp thì nó sẽ tốt hơn anh chị nhá. Còn nếu mà anh chị mà muốn view thành tầng cao thì cũng không có sao cả, bởi vì rõ ràng cái mặt của 18A này, nếu mà anh chị thấy là nó sẽ nhìn sang bên tòa G2 này, thì đây cái hướng view nội khu sẽ là view đẹp nhất. Còn đối với căn hộ số 22 là căn hộ cuối cùng trong những căn hộ 2 phòng ngủ cộng 1 thì anh chị thấy rằng là cái view của nó sẽ không bị chắn mặt toàn bộ, mà nó sẽ có một khoảng cách thoáng ở đây, và cái chỗ này sẽ là thoáng hơn, thì cái view này sẽ là view thoáng. Nhưng mà cái view này, cái căn này thì nó sẽ bị lắng nha anh chị, bởi vì nó vị trí góc, mà hướng đây là hướng chính tây. Hướng chính tây sẽ giống như cái mũi tên của Hòa đi như này, nên là cái căn này nó sẽ bị lắng cả ngày. Đó, thì đây là lưu ý. Để anh chị chọn 4 căn này thì tất nhiên rồi, mình sẽ chọn Hòa sẽ thích căn số 10 và căn số 18 hơn, sau đó đến căn số 05 và căn hộ số 22. Đấy là cái lưu ý. Chúng ta sẽ cùng đi phân tích về căn hộ 3 phòng ngủ. Đây là căn hộ 3 phòng ngủ, căn hộ số 01 đây anh chị. Căn hộ 3 phòng ngủ 01 là căn hộ mà ở đây anh chị thấy rằng là đây là căn góc, và khi anh chị mở cửa ra thì anh chị sẽ đi vào một cái không gian kết nối liên thông giữa bếp, bàn ăn và phòng khách. Khi mà mình mở cửa ra mà mình nhìn thẳng như này thì nó sẽ thích hơn là giống như căn hộ số 06 này anh chị. Đấy, hoặc là căn hộ 05 này, là chúng ta mở ra thì chúng ta nhìn vào bếp. Thì bây giờ chúng ta mở cửa ra, chúng ta sẽ nhìn vào khu vực khách thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm nhận của Hòa khi mà mở cửa ra thì nó sẽ sướng hơn. Đấy, nhưng mà chắc là nó chỉ có ở giai đoạn ban đầu thôi anh chị. Chắc là một thời gian anh chị quen thì nó cũng lơ nhau, nhưng mà Hòa vẫn chia sẻ như vậy để anh chị hình dung. Thì đây là cái căn hộ thiết kế cho căn hộ 3 phòng ngủ tối ưu. Tối ưu về diện tích và tối ưu về vị trí anh chị ạ. Bởi vì loại hình căn hộ 3 phòng ngủ này rất khó để mà tối ưu hết được, bởi vì chúng ta vẫn có một cái phần hành lang này, nó không chưa được tối ưu 100%. Đấy, tuy nhiên là đối với căn hộ này là căn hộ 3 phòng ngủ nhỏ, thì chúng ta thiết kế như này thì chúng ta sẽ có 2 cái lô gia. Một lô gia để phơi phóng giặt giũ quần áo và thông gió cho cái căn nhà này, và một lô gia dành để view. Thì với những căn hộ như 01 và căn hộ số 26 này
thì rõ ràng rằng là anh chị thấy rằng là cái hướng view chính của nó thì nó sẽ nhìn ra khu vực đường tàu và khu vực Sapphire 1, Sapphire 2 rồi. Cái hướng view nó sẽ hết sức là cơ bản thôi, đúng không anh chị? Thì về cái hướng view nó cũng là chúng ta đã xem nhiều rồi và cũng không có quá nhiều điều để mà nói nữa, đúng không anh chị? Và đối với hai căn này thì về cơ bản nó cũng giống nhau, anh chị chọn căn nào cũng được. Và Hòa nghĩ rằng là hai căn hộ này nó cũng giá nó sẽ bằng nhau thôi. Nó không có sự khác biệt nào cả ở hai căn hộ này. Đấy, gần như không có một sự khác biệt nào giữa hai căn hộ này cả. Tiếp theo chúng ta sẽ phân tích căn hộ số 3 phòng ngủ. Tiếp theo, loại hình căn hộ này là 474,1m². Thì đây là cái cách thiết kế là khi chúng ta mở cửa ra thì chúng ta sẽ nhìn vào khu vực bàn ăn và bếp như chia sẻ phần trước của Hòa. Và cái căn hộ này cũng là căn hộ thiết kế theo lối thiết kế giống tương tự như căn hộ số 1. Thì anh chị thấy rằng là căn hộ số 06 này nó là những căn góc, nó sẽ là 3 phòng ngủ đều thoáng cả. Đấy, ba đặc ưu điểm của nó là 3 phòng ngủ đều tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên. Và rất nhiều khách hàng thích cái điều này. Cũng như là có hai cái lô ra để thông gió khi mà anh chị về nhà. Anh chị mở cửa cái lô ra này ra thì nó sẽ thông gió rất là tốt. Và vị trí của căn hộ số 06 thì anh chị thấy rồi. Mặt view chính của nó sẽ nhìn sang khu vực G4 này, cũng như sẽ view chéo sang khu vực tiện ích ở đây. Nên về cơ bản, cái hướng view này nó cũng sẽ là cái hướng view bình thường thôi anh chị. Và tất nhiên là nếu mà so sánh giữa hai hướng view thì Hòa đoán rằng là căn hộ số 06 này nó sẽ có đơn giá cao hơn căn hộ số 0102. Cá nhân Hòa nghĩ là thế anh chị nhé. Tiếp theo là căn hộ số 21 này. Thì anh chị thấy rằng là ở đây thì nó sẽ có một mặt view ra bể bơi, thì sẽ là view tốt. Còn cái mặt view chính của nó sẽ nhìn vào khu vực tòa G2 này. Nên đây cũng không phải là căn hộ quá đẹp. Giữa 3 căn này, giữa 4 căn hộ 3 phòng ngủ này, theo cá nhân Hòa, giữa 4 căn hộ 3 phòng ngủ này thì Hòa sẽ ưu tiên chọn căn hộ số 06, căn hộ số 1, căn hộ 26, sau đó mới đến căn hộ số 21. Đó, bởi vì là cái vị trí view ở đây thì là Đông Nam, thì là nó sẽ hút gió hơn, nó sẽ mát hơn. Đó, còn ví dụ như là cái căn hộ số 21 này thì Hòa sẽ không thích bằng. Và căn hộ 26 và 01 này thì ở đây vị trí này nó sẽ thoáng hơn. Đấy là chia sẻ của Hòa về phần phân tích mặt bằng của cái tòa này. Còn ở phần bể bơi thì anh chị có thể thấy đây là có thể bể bơi này anh chị này. Thì khi mà căn hộ của mình nhìn xuống khu vực bể bơi này là khu vực rất tốt đúng không ạ? Và bể bơi của The Solar Bắc thực sự là một cái bể bơi rất là lớn ở trong Vinhome Smart City này. Khi mà anh chị thấy rằng là đây là một trong những cái bể bơi mà lớn của Vinhome Smart City thì nó sẽ đáp ứng được nhiều cái nhu cầu trong quá trình mà mình sử dụng anh chị nhá. Và thưa anh chị, vừa rồi chính là phần phân tích về mặt bằng căn hộ của tòa GA thuộc phân khu The Solar Park, một sản phẩm của chủ đầu tư Mix Group. Và nếu như anh chị thấy video này có hữu ích thì hãy dành cho nhà tốt một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho nhà tốt. Và đừng quên, nếu anh chị đang đi tìm kiếm một căn hộ tại Vinhome Smart City và anh chị muốn tìm hiểu tất cả các dự án này thì anh chị hãy liên hệ với nhà tốt để Hòa cũng như là đội ngũ của nhà tốt có thể được chia sẻ, tư vấn và giải đáp những cái thắc mắc mà anh chị đang còn băn khoăn ở tất cả các phân khu. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video tiếp theo.